Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Trời. Anh ấy. Rồi mình có mai sạc pin này phụ nào. Thì anh chơi chiều chảy à, chơi chưa tương khỏe mạnh. Mẹ nửa nơi có trận này thì về nó đúng vào. Ok, có thì cái này như vậy rồi nha. Do lên kia thì bỏ đi tấm đi sau khi mẹ nha, sau khi ngoài trong hai đứa chúng ta nó vừa máu xong rồi trần này thì chém đi xong rồi xanh tím nè bắn lên đi bắn rát ai chém bắn nó khóc thét. Từ từ ơi. Đây, đó, hai đứa đây này. Ừ, chúng ta nhìn lên hết đi. Ai sợ đi về. Ai sợ thì đi về. Không nghĩ bao giờ pin ra đi. Đâu. Thằng nào anh? Thằng nào? Đó, nó sang iPhone này. Ui, nó còn yếu kìa. Tìm bảo mang sợ pin đấy. Kể thật. Sợ gì vậy? Về thật. Khóc lắm quá một béo thôi đây. Chiều nay có phải đi làm anh đòi cái đéo gì cơ? Rồi. Chiều nay có phải đi làm anh đòi cơ? Cứ nói hết tiền là gì? Mai cái kia, mai cái kia bây giờ chiều bà đấy làm chiều thôi. Thì anh cũng có làm chiều đây rồi. Nhóm một. Ngày ơi. Nhóm thêm một thằng. Nhóm ba nó ở đây đi. Nhóm ngủ gì ấy? Kính ấy. Nhóm đây. Cô thắng mày thắng. Mày bằng cãi đâu thắng luôn. Mày có mua kính cái đeo vào để chụp ảnh nha. Ừ. Cắt tên. Đeo vào chỗ sò như có cảnh với ta rồi đó, đeo vào chỗ đấy nghe như không có kính kè xó chụp cũng được giết người xó chụp cũng được nước gì ở trên bàn đất vậy xó chụp không nhưng mà nước gì cũng được nước gì làm gì chết làm như lọc chả thì không mình cái này chả là nước lọc xó chụp vô đống chặn nước lọc kiểu gì trên đấy bán 10 nghìn hoặc 20 nghìn luôn.
Thế 55.000 cốc rồi trả là 60.000 đi. Ông hãy đi xuyên kiêu này. Hay. Xuyên kiêu. Bỏ anh mà. Hay rồi. Xin tiền. Chúng ta thôi, chúng ta hay. Hay rồi. Làm gì anh? Về tô mò. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mò sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Nốt video này là ok đó. Ý đi. Ai què một ngày phải xóa mấy video. Một ngày đấy là một ngày. Một buổi mà tận 60 video như thế nào ý nhé. À, đấy là một ngày. Đấy là một ngày hoặc là... À là một... Ui ôi, này mà nhanh thế. À, một buổi kịch... Trăm trăm. Một buổi kịch của anh Công, một buổi sáng cần... ngày. Nếu mà là 8 giờ đến 1:30, đến 40 hoặc 45 là cởi chó là phương. Ừ, phải một ngày phát gần trăm luôn. Một ngày không nói. Vẻ à? Một ngày trăm cũng được, làm gì là trăm. Thôi, chắc trăm. Quay sang mình đi vậy. Chơi tiếp, chơi thì chắn cái đó. Đi đấy. Nhạc Nam video không có bản quyền. Nó quay rồi. Lần vào chơi đi vậy. Quá rồi, thôi thôi. Rồi. Ngon kia nó vừa bật nhạc rồi. Nó bật nhạc rồi. Mày nghe không có.